Xin chào tất cả các em. Thì trong cái lần trước thầy phát hành cái video về tổ hợp sản xuất cũng như là giải trắc nghiệm của tổ hợp sản xuất, thì bây giờ một số bạn đã hỏi câu là cần phải phân biệt giữa quy tắc đếm đó là gì, quy tắc cộng, quy tắc nhân như thế nào, giữa đại số tổ hợp đó là hoãn vị chỉnh hợp tổ hợp như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này. Thứ nhất, số 1, chúng ta sẽ phân biệt quy tắc đếm gồm quy tắc cộng và quy tắc nhân. Thì bây giờ để phân biệt hai này thầy yêu cầu các em nhớ cho thầy hai từ cơ bản nhất. Thứ nhất, đối với quy tắc cộng đó là cái từ phương án. Còn đối với quy tắc nhân, chúng ta nhớ tới giai đoạn. Thầy sẽ cho ví dụ cụ thể để các em có thể phân biệt được cái phương án và cái giai đoạn khác nhau như thế nào. Thứ nhất, ví dụ 1. Để đi từ Huế đến Sài Gòn này, thì cái ông này ông có cái cách sau. Thứ nhất đó là đi xe khách. Nếu đi xe khách thì ông thấy trong ngày đó là có đến 4 chuyến để mà lựa chọn. Còn nếu thứ hai là ông đi tàu, thì nếu đi tàu thì ông chỉ có 2 chuyến thôi, đó là chuyến Bắc Nam FE và chuyến thông thường. Thứ ba là ông này sẽ đi máy bay. Máy bay thì sẽ có 3 chuyến. Thì như vậy chúng ta thấy rằng để mà đi từ Huế Sài Gòn thì ông này chỉ cần chọn một trong cả cái cách thức đó. Và là ông ta chọn một trong cả cách. Thì như vậy ông này sẽ có những phương án nào? Một, đó là phương án đi đường bộ, tức là đi xe khách này. Thì ông ấy có đúng 4 cách chọn, 4 cách để chọn cả cái chuyến đi. Hai là phương án đi bằng tàu, thì ông ta có 2 cách. Và nếu ông này đi theo phương án là đi máy bay, thì chúng ta có 3 cách. Vậy nếu như chúng ta biết rằng thì chọn một trong các cách này thì có tổng số cách là bao nhiêu, thì có tổng số cách thì chúng ta sẽ cộng lại đó là bao nhiêu này, 9 cách. Như vậy để đi từ Huế đến Sài Gòn thì cái người khách này có tất cả là 9 cách. Và chúng ta nhớ từ phương án đi này, như vậy ở đây quy tắc cộng thì sẽ dùng theo cái từ đặc biệt nó là phương án. Thì sau khi chúng ta làm ra các phương án cũng như các cách trong mỗi phương án, chúng ta sẽ có tổng số cách. Vậy thì đúc kết lại trong cái quy tắc cộng này, chúng ta sẽ có sơ đồ như thế nào? Đó là gì? Quy tắc cộng công việc A này nó sẽ được thực hiện qua các phương án thứ nhất, phương án thứ hai. Trong mỗi phương án sẽ có M cách thực hiện và N cách thực hiện. Vậy thì để thực hiện cái công việc này thì chúng ta sẽ có đó là M cộng N cách thực hiện, giống như trong ví dụ. Bây giờ thứ hai, chúng ta sẽ phân biệt về cái quy tắc nhân như thế nào. Thầy sẽ cho ví dụ đơn giản. Bây giờ là một cái cô gái thì tối hôm nay được một cái lời mời của một chàng trai và sẽ chuẩn bị đi dự tiệc. Vậy thì cô ta bắt đầu lựa chọn cho mình một bộ đồ để đi party.
Thì như vậy bây giờ trong tủ quần áo thì đương nhiên chúng ta biết rằng để đi thì rất là nhiều thứ, nhưng mà ở đây thầy sẽ liệt kê một số cái dụng cụ cơ bản nhất, đó là áo. Thứ hai, quần. Thứ ba, đó là giày. Ba cái thôi. Thì áo thì cô ta có rất là nhiều loại. Đó là cái gì? Thứ nhất là áo tay ngắn, t-shirt. Thứ hai là cả cái áo dài thì có thể là áo đầm, vân vân. Nhưng mà áo chúng ta chung quy lại chúng ta có tất cả là 8 áo khác nhau. Nhớ là 8 áo khác nhau. Thứ hai, quần. Thì cô này có đến 6 cái quần khác nhau. Dài thì cô ấy có 4 đôi. Vậy thì bây giờ để đi ra ngoài đường thì cũng thể chúng ta chỉ chọn một trong tất cả những cái này được, mà chúng ta cần phải chọn ra cho mình một bộ đồ để phối lại với nhau. Vậy thì đương nhiên ở đây số cách chọn 1 bộ đồ cơ bản như thế nào thì nó sẽ gồm các cái giai đoạn thứ nhất rồi đến thứ hai và đến thứ ba. Thứ nhất là chúng ta chọn áo. Thì để chọn áo thì có những cách. Để chọn áo thì sẽ có là 8 cách chọn. Sau khi chọn áo xong, nhớ là sau khi chọn áo xong thì chúng ta sẽ phải tiếp tục đây, chọn quần. Và chọn quần thì chúng ta biết rằng có 6 cái, chúng ta có 6 cách chọn. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chọn giày. Thì để chọn giày chúng ta sẽ có 4 cách. Bây giờ vậy thì tổng số cách chọn một bộ đồ là bao nhiêu? Thì chúng ta biết rằng với mỗi cách chọn áo thì chúng ta sẽ có 6 cách chọn quần, và với mỗi cặp cách chọn áo và quần chúng ta sẽ có 4 cách chọn giày. Như vậy ở đây thì có tổng số cách là 8 nhân 6 nhân 4 sẽ bằng bao nhiêu? Thì như vậy chúng ta tổng kết lại, đó là quy tắc nhân. Đó là công việc A này, nó sẽ được thực hiện qua các cái giai đoạn, gồm giai đoạn 1, rồi phải đến giai đoạn 2, sau đó sẽ đến giai đoạn 3, vân vân. Có thể rất là nhiều giai đoạn. Thì với mỗi giai đoạn chúng ta có các cách thực hiện khác nhau. Đây là M, đây là N và đây là P. Thì như vậy tổng số cách để thực hiện công việc này chính là M nhân N và nhân P. Đấy, bằng M nhân N và nhân P. Bây giờ các em quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt giữa chỉnh hợp và tổ hợp như thế nào. Thì để phân biệt giữa chỉnh hợp và tổ hợp, trước hết chúng ta cần biết cái hoàng vị là gì. Một. Ở đây thầy chỉ nói đến đó là hoàng vị bình thường, chứ không phải nói đến hoàng vị lập hay là hoàng vị vòng quanh. Chúng ta sẽ giới hạn ở hoàng vị thường nhé. Thứ nhất, mình đã có N phân tử khác nhau thì chúng ta sẽ có N giai thừa cắt để sắp xếp vị trí cho N phân tử này vào một cái dải hay là một cái chuỗi phân tử nhất định. Nào đó, ví dụ
thì thầy cần sắp xếp ba số này để tạo thành các số tự nhiên có ba chữ số phân biệt và khác nhau thì rơi vào ba vị trí. Thì giả sử thứ nhất ở đây thầy có tất cả ba vị trí, thầy sắp cho ba số khác nhau thì chắc chắn cái số cắt của nó, số cắt sắp xếp sẽ bằng ba giải thừa. Cụ thể ở đây ví dụ như là 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 hoặc là 3 2 3 2 1 thì chúng ta sẽ có các cái số tự nhiên đó ở đây bằng 6. Bây giờ 2 chúng ta sẽ phân biệt chỉnh hợp và tổ hợp. Bây giờ các em biết rằng giữa hai trường hợp và tổ hợp này chúng ta chú ý nó đều xuất phát từ cái gì, đó là có n phân tử, nhớ là có n phân tử. Thì từ cái n phân tử này chúng ta sẽ lấy k phân tử, bên này cũng là lấy k phân tử. Rồi, nhưng mà bên này á lấy rồi chúng ta chỉ cần bỏ là một nhóm, chúng ta nhớ là đây là một nhóm. Thì bên này cũng như vậy, nó cũng một nhóm. Tuy nhiên, cái công việc phân biệt nó khác nhau ở cái chỗ là sau khi lấy xong rồi thì bên chỗ chỉnh hợp chúng ta sẽ phải sắp xếp thứ tự cho k phân tử. Em nhớ từ sắp xếp thứ tự cho các phân tử nghĩa là gì, chúng ta nhớ này, từ n chúng ta lấy ra k, bên này cũng k, như bên này xong rồi cái nhóm này là chúng ta giữ nguyên, còn bên này chúng ta lại phải đi sắp xếp. Thế như vậy chúng ta có thể phân biệt được là gì, đó là cái công việc phía sau khi chúng ta đã rút được cái khối lượng cái con đó. Bây giờ thầy nó ví dụ một, đó là thầy có ba hoa hồng, bốn hoa cúc đi, và năm cái hoa lan. Đương nhiên ở đây các em để ý này, ba cành này nó cũng khác nhau, bên này thầy cho nó cũng khác nhau, chỗ này nó cũng khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ có tất cả là ba loài hoa với 12 bông hoa khác nhau. Thì bây giờ công việc thứ nhất, ví dụ trong câu A thầy cần lấy ra ba bông, lấy ra ba bông hoa bất kỳ, thì có nghĩa là gì? Từ tổng số 12 bông này, nhớ là từ này, như vậy có nghĩa là từ 12 bông mà thầy cần lấy bao nhiêu, lấy 3 bông. Thì như vậy thầy lấy ra rồi á thì xong, như vậy là lấy ra xong là xong công việc. Vậy ngay mà chúng ta dừng bài toán, có nghĩa là ở đây chúng ta đang thực hiện tổ hợp thì tổng số cắt của nó chúng ta sẽ có kết quả và số cắt thực hiện. Số cắt thực hiện sẽ là C12, 12, 3. Nhưng mà bây giờ không phải như vậy nữa. Người ta yêu cầu lấy ra 3 bông. Lấy ra 3 bông rồi, bây giờ tôi lại có 3 cái chậu hoa khác nhau, một cái ngắn, một cái vừa và một cái cao. Thì như vậy lấy ra xong rồi để làm gì? Lấy ra và cắm vào ba cái lọ khác nhau này. Như vậy sau khi lấy xong rồi thì tôi sẽ phải sắp xếp ba cái bông này, cũng giống như là đang sắp xếp 1 2 3 cái bông này vào ba cái lọ khác nhau. Thì để mà sắp xếp như vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta trước hết chúng ta lấy ra đã. Sau khi lấy xong rồi thì chúng ta sẽ sắp xếp.
Thì như vậy ở đây cái số cách thực hiện đó là lấy ba bông, thì chính là tổ hợp C32. Sau khi lấy được ba bông rồi á, thì chúng ta sắp xếp, thì sắp xếp cho bao nhiêu bông? Sắp xếp cho ba bông đó thì chính là đi thực hiện ba giai thừa. Đây, cụ thể là ba giai thừa. Thì thực chất cái này, cái tổng công việc này nó chính là một cái khoảng vị mà người ta có thể ký hiệu như sau, đó là A12, 12, 3. Thì ở đây qua cái bài toán này chúng ta cũng có thể nhận ra rằng chỉnh hợp thực chất là tổ hợp và sau đó nhân với khoảng vị của cái cá phân tử mà chúng ta đã lấy ra. Con có thể hiểu một cách ngược lại là gì? Tổ hợp chính là chỉnh hợp mà chia cho cái khoảng vị của cá phân tử. Thì như vậy qua bài toán này chúng ta sẽ nhận dạng được đâu là tổ hợp, đâu là chỉnh hợp, dựa vào cái gì? Dựa vào quy luật bài toán cũng như là dựa vào yêu cầu bài toán. Điều quan trọng nhất chúng ta cần phân tích cái bài toán này cho thật sâu, thật kỹ. Chúng ta tìm ra những cái từ ngữ mấu chốt. Ví dụ giai đoạn thì sẽ là quy tắc nhân. Phương án thì đó chính là quy tắc cộng. Còn nếu chúng ta thực hiện một cái phép toán là lấy ra một số lượng ít phân tử từ một nhóm phân tử ban đầu, sau đó chúng ta thực hiện việc sắp xếp thì đó chính là chỉnh hợp. Còn nếu không thì đó là tổ hợp. Thì như vậy thầy và các em sẽ hiểu sâu hơn về bài toán này cũng như là phân biệt tổ hợp để chúng ta có thể làm được toán một cách nhanh gọn. Chúc các em thành công.